Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây địa lan trần mộng. Cây này thì nó là cây trần mộng mà nhiều người có từ rất lâu rồi. Mọi người hay gọi là trần mộng cổ hay không ấy. Thì em nghĩ là những cái cây này thì chả có cây lan nào là gọi là cổ cả. Bởi vì không biết cổ như nào thì mới gọi là cổ được. Thế nên là gọi là trần mộng cổ thì không đúng. Em thấy cứ gọi cái này cây trần mộng thì đúng hơn. Trong giới địa lan thì cái này gọi là cây trần mộng. Còn những cái cây mà trần mộng Sapa mà người ta hay gọi ấy, thì cây đấy nó là cái cây dạng khác, nó không phải dạng cây này. Cây này là cây địa lan. Địa lan cây này thì gọi là đông lan, dòng đông lan, bởi vì nó nở mùa đông. Còn mùa hè, mùa xuân lan thì nó lại khác. Như cái cây mà mọi người hay biết là cây trần mộng Sapa ấy, thì cây đấy nó là cây xuân lan rồi. Thì nó là một dạng sim khác, Simirium. Thì nó là dạng gọi là tên khoa học cho nó Simirium ra khác. Còn cây này là cây địa lan trần mộng mà mọi người vẫn hay gọi là theo một cái văn gì đó mà em rất khó 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 tả, mà em không biết tả như nào, bởi vì nói đi nói lại thì mình vẫn phải nhìn về cái bông hoa chứ không nói về sự tích cả. Bởi vì nhiều khi sự tích mà đặt tên cây thì nó rất là khó, nó chỉ là một cái vấn đề tương đối thôi. Cây này gọi là tên gọi cổ truyền là người ta gọi là trần mộng, chứ thực ra để mà nói đầy đủ và chi tiết hơn ý, thì em cũng không biết nói như nào. Nhưng em biết rằng cây này tất cả mọi người đều gọi là cây địa lan trần mộng. Và nó là một cái tên và được rất là nhiều người biết đến. Và một cái tên mà được rất nhiều người chơi lan đã từng nghe. Nhưng mà chính xác nó là cây nào và mọi người hay gọi. Bởi vì tên những cái cây địa lan của mình nó không phải là một, nó chỉ một số cây được công nhận trên thế giới thôi. Còn một số cây đa phần là mình tự đặt tên mà. Chứ nó có chưa được một cái danh phận chính xác. Đấy, thì nó cũng như là những cái cây địa lan đột biến, hay là những cái cây phi điệp, hay là phong lan đột biến, hay là những cái cây địa lan đột biến. Thì những cái cây đột biến thì nó là những cái cây mà do chúng ta tự đặt tên để cho nó dễ nhớ hơn. Thì cây này thì nó cũng dạng như vậy. Em xin giới thiệu sơ qua về cây này một chút như sau. Cây này nó là dòng đông lan, thân lá nó dạng khá to. Thân lá và hoa, hoa nó nở vào mùa đông. Nhưng mùa xuân, xuân lan như các cây mà anh chị gặp vào dịp Tết ấy, thì lại không phải là cây này. Cái này nó đông lan. Hương thơm của nó thì rất là tuyệt vời. Địa lan thì nhiều người biết đến bởi vì hương thơm. Chứ đôi khi ở hoa thì mọi người không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì chơi thì nó có nhiều cái tinh túy hơn là những cái loại khác. Bởi vì nó ảnh hưởng bởi thân lá, tay hoa các thứ. Thì em giới thiệu về cây này một chút. Cây này thân lá của nó thì khá là to. Dáng lá nó là dạng huyền vũ, nghĩa là dạng lá mềm. Nó lên cao đây, xong nó mềm xuống. Đây, cây này nó mềm xuống đây. Đấy, cong lên nhưng nó mềm, thì mọi người hay gọi là dạng lá huyền vũ, lá mềm, lá huyền. Trực thì huyền trực, bình thì có bình, bình thì nó tầm này, còn huyền thì nó cong xuống, trực thì nó dựng lên. Đấy là theo cái dáng lá mọi người hay gọi, thì cái này là dạng lá huyền, huyền vũ. Đây là cái cây mà thân lá to. Thân lá của nó thì lá của nó thì dạng củ, thì nó dạng củ nhỏ. Cái dòng địa lan thì ai cũng biết là dạng củ nhỏ đúng không ạ? Củ nó chỉ đến đây thôi. Đấy, như cái cây này là củ chỉ như này thôi, nhỏ thôi. Đấy, củ của nó thì nó to khoảng từ 2 đến 3 cm, có thể to hơn tùy vào nuôi trồng. Và nó cao khoảng từ 3 đến 5 cm, có thể là 6 cm tùy thuộc vào mình trồng ấy. Nhiều khi những củ to đạt thì nó sẽ to hơn này rất là nhiều. Củ này là củ dạng bình thường, bình bình. Cái này thì là cây dòng đông lan. Nó đã có một cần hoa từ trước, nó tàn rồi. Bây giờ cần hoa thứ hai. Lá của nó dài khoảng từ 60 đến 80 cm, có thể là 90 đến 90 cm. Bởi vì lá cong nó cao lên, nó cao lên và nó hiện ra. Thì lá đây cao lên, cái độ cao của nó khoảng tầm 40 là nó bắt đầu nó huyền xuống. Lá bắt đầu ngang ngang ra, xong rồi bắt đầu cong xuống, bởi vì lá nó to nó nặng thì nó sẽ cong xuống. Như em hiểu nôm na nó là như vậy, có nghĩa là cái kết cấu lá khi nó to quá nó nặng thì nó sẽ cong xuống, còn những cái lá mà nó nhỏ thì nó sẽ dựng lên. Ít cây nào mà lá nhỏ mà mềm lắm, nó là dòng nó cái dạng huyền mà thân lá nhỏ ấy. Còn những cái cây này là cây dạng to và nó nặng thì nó cong xuống vậy thôi. Và nó dài, đại loại là nó dài ấy, nó dài thì nó sẽ cong xuống, còn những cái dòng lá ngắn thì nó sẽ dựng hơn. Chứ ít cây mà dòng lá ngắn mà nó lại cong như này, như cái cây đại hồng cánh sen lắm. Đại hồng cánh sen này nó là dọng lá dài, lá nhỏ nhưng dài, thì là nó cong xuống như cái này. Còn cây này thì nó là to nên là cong xuống.
còn đạo cánh sen nó dài, cái này vừa dài và vừa to. Lá của nó rộng khoảng từ 2 đến 4 cm, có thể là hơn 4 cm. Như những cái lá này nó khoảng 2,5, lá này nó khoảng 3,5. Đấy. Cái độ sắc bén của nó thì nó từ 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 nhỏ đến to, đây, cổ chữ V. Đây, mọi người hay sờ cái lá của nó ấy, thì cái lá này của nó ấy, là dạng có gai ở hai bên mép lá này. Gai ở hai bên mép lá. Cái này thì lá nó hơi cụp vào nên là sờ độ gai của nó thì mình sẽ cảm thấy cái độ cụp của nó. Độ cụp của cái lá. Đấy. Nói chung mình nhìn thân dáng lá là cây này của nó cũng tương đối dễ nhận diện, nó không phải khó lắm. Tiếp theo đến hoa. Hoa của nó nở vào mùa đông và hương thơm thì rất là thơm. Địa lan thì các anh chị biết là hương thơm rất là thơm đúng không ạ? Đây là một bông hoa nhìn trực diện của nó. Hoa của nó thì là màu tím hồng. Cây này thì nó như đây, anh chị nhìn ngang đấy, thì như thế này thì người ta gọi là không mất cần. Bởi vì lá của nó đến đây và lá nó cao hơn, cao hơn đây thì nó nở hoa tầm này là không bị mất cần. Còn nếu như một số người nuôi khỏe là sẽ bị mất cần, sẽ hoa nó sẽ bắt đầu từ đây lên, cần hoa sẽ cao hơn, cần hoa to ấy. Còn cần hoa như này thì gọi là cân đối, cân đối nó không bị mất cần. Còn những cái cần nó xuống đây thì bắt đầu hoa từ dưới ấy, thì hoa nó sẽ gọi là bị hơi rối hơn. Thì có nghĩa là hoa nó tầm này là rất là đẹp, thoáng vừa phải. Thì em sẽ chụp cái ảnh ở trong có một cái phông thì nó sẽ dễ nhìn hơn, hoặc không có phông thì nó thoáng hơn. Còn đây nó hơi bị rối bởi có một số cây địa lan khác. Nhưng chỗ này là ánh sáng tương đối tốt để em có thể giới thiệu cho mọi người. Hương thơm của nó thì rất là thơm. Bông hoa, bây giờ em nói đến bông hoa. Bông hoa của nó thì nhìn những cái bông này thì mọi người có thể thấy là đây, bông đầu tiên nó nở nhiều rồi. Cái môi hoa của nó thì nó vặn vẹo chứ nó không thẳng. Thường nếu môi hoa thường phải phẳng thì mọi người đây, phẳng như bông trên này thì mọi người sẽ thích hơn này. Hoặc là phẳng ngang hơn nữa thì đẹp hơn. Đấy, như bông này này. Đấy, ngang như này. Môi hoa nó ngang ấy. Nó không bị vặn vẹo trái phải lung tung thì nhìn sẽ đẹp hơn. Cái này thì cái bộ cần hoa của nó thì cũng là màu xanh tím. Cần hoa cao khoảng từ 60 đến 80 cm, phụ thuộc vào người trồng người chăm, có thể là thấp hơn hoặc cao hơn. Phụ thuộc vào là mình chăm sóc cây to thì sẽ cần hoa to, cây nhỏ cần hoa nhỏ. Cây này thì nở vào mùa đông này. Cần hoa chia nó bị rối, nó không đều. Như cần hoa đây thì nó sẽ một bông đây, hai bông này đối diện nhau, hai bông trên này đối diện nhau, hai bông dưới này để chia này. Ấy thì còn cái địa lan, ví dụ như cái khác thì em sẽ chia, em sẽ phân tích theo cái chiều là cái chia hoa của nó. Như cây này nó chia đối xứng này. Nhưng thường ví dụ như cây này chia tam diện hay tứ diện ấy thì nó sẽ chia đều. Ví dụ như là năm đầu tiên từ bông đầu tiên này đến bông thứ hai, xong lên đến bông thứ ba. Đấy, xong thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy càng ngày càng gần lên. Có nghĩa là khoảng cách hoa càng ngày càng gần. Như cây này thì nó chia thì nó lung tung như vậy chứ nó không hẳn là như nào cả. Chứ nó không hẳn là kiểu chia đều, cây này chia lung tung. Nhưng mà hoa của nó thì nó vẫn quay theo bốn hướng. Đấy. Hoa nó vẫn xoay tròn. Thì đây là một cái cây địa lan mà rất là nhiều người biết đến rồi. Còn về mô tả về cánh hoa của nó thì cây này là cánh nó bay. Bay đằng sau. Cánh nó bay đằng sau. Bông nào cũng thế. Nó sẽ bay đằng sau, hơi bay đằng sau. Cánh sẽ quăn sau vài ngày nở. Và cây này thì nó không có gì để mô tả lắm, cũng như một số cái cây mạc bình thường. Nếu anh chị nào mà chơi mạc, những cái cây mạc rừng mình sẽ biết về phần hoa nó như này. Cái đây là một cây rất là thơm và một cây trần mộng. Thì nó là một cái cây đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó cũng là cây địa lan truyền thống chứ nó không có gì là công nghiệp hay là cái gì khác cả, và cũng không nhân đại trà quá nhiều như là những cái cây là khác. Cây này thì bởi vì địa lan thì nuôi trồng nó cũng khó hơn và cái độ sinh trưởng của nó thấp hơn, nó không cao. Độ sinh trưởng của nó không cao bằng những cái cây khác nên là nó còn chưa được nhiều và nó chỉ sống được ở miền Bắc, miền Trung thôi, chứ miền Nam thì lại không chăm sóc được dòng địa lan này. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số những video của em ở các loại cây khác trên kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa và trên website bọn em có thương mại những cái cây này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.